Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt 1 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong chủ đề 3, bài số 1, Tôi đi học. Phần đầu tiên là phần 1 La Mã, đọc. Để thực hiện được các câu hỏi của phần đọc này thì các em sẽ mở sách giáo khoa lớp 1 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài đọc Tôi đi học, trang 45. Cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc, sau đó thì dựa vào nội dung bài đọc, cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện được các câu hỏi của phần đọc. Bây giờ cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Tôi đi học. Tôi đi học, trích. Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tụ trường. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Bài đọc của tác giả Thanh Tịnh. Như vậy cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Tôi đi học. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi của phần đọc như sau. Câu số 1. Dựa vào các gợi ý sau, em hãy kể về lần đầu tiên đi học của em. Với câu số 1 này thì các em sẽ gợi nhớ lại xem lần đầu tiên mình đi học thì mình sẽ có những cảm xúc, cảm giác hay suy nghĩ như thế nào. Dựa vào các câu hỏi thì cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện như sau. Ý A, em đã chuẩn bị những gì trước ngày đi học đầu tiên? Vậy thông thường, trước ngày đi học đầu tiên thì chúng ta sẽ thường chuẩn bị sách vở và quần áo mới tươm tất để ngày hôm sau có thể đi học. Vậy thì ở ý A, các em sẽ có thể viết đáp án đó là em đã chuẩn bị sách vở, quần áo mới trước ngày đầu tiên đi học. Ý B, ngày đầu tiên đi học, ai đã đưa em đến trường? Với ý B này thì các em sẽ có thể ghi vào đáp án phía bên dưới, chẳng hạn như bố, mẹ, ông bà, anh chị hay người thân của em đưa em đến trường thì các em sẽ viết vào trong đáp án của ý B. Cô sẽ có một câu mẫu cho các em như sau. Ngày đầu tiên đi học, mẹ là người đưa em đến trường. Tiếp theo ý C, em đã cảm thấy thế nào vào ngày hôm đó? Vậy thì với ý C, thông thường thì ngày đầu tiên đi học chúng ta sẽ cảm thấy rất lạ lẫm bởi vì trường mới, bạn mới, cô giáo mới. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ rất vui mừng và háo hức vì sắp được gặp gỡ bạn bè mới và tiếp xúc với kiến thức mới. Vậy các em có thể ghi đáp án ở ý C như sau. Hôm đó em cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa vui mừng. Ý D, em cảm thấy cô giáo và các bạn của em như thế nào? Với ý D này thì các em sẽ thử gợi nhớ xem buổi học đầu tiên khi em gặp cô giáo và các bạn của em thì các em sẽ cảm thấy ra sao? Cô sẽ có một câu văn gợi ý cho các em như sau. Em cảm thấy cô giáo rất hiền lành và các bạn của em rất tốt bụng. Tiếp theo, các em quan sát câu hỏi số 2. Mỗi khi nhớ về kỷ niệm của buổi tựu trường, bạn nhỏ trong bài đọc Tôi đi học cảm thấy thế nào? Khoanh vào đáp án đúng. A. Bỡ ngỡ. B. Bồi hồi. C. Nao nức. Và D. Phấn khởi.
Với câu hỏi số 2 này, các em sẽ dựa vào câu văn ở trong bài đọc như sau. Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Vậy thì với câu số 2 thì các em sẽ chọn đáp án C. Mỗi khi nhớ về buổi tựu trường thì tác giả sẽ cảm thấy nao nức. Câu số 3. Em hãy tìm trong bài đọc Tôi đi học câu văn mà bạn nhỏ đã miêu tả về buổi mai của buổi tựu trường. Với câu số 3 thì các em sẽ thấy rằng câu văn bạn nhỏ đã miêu tả về buổi mai của buổi tựu trường đó là câu: buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Tiếp theo câu số 4, nối. Với câu số 4 thì các em sẽ dựa vào nội dung bài đọc mà cô đã vừa đọc cho các em nghe và các em sẽ nối vế thứ nhất ở phía bên tay trái của bài tập với vế thứ hai ở phía bên tay phải của bài tập sao cho tương ứng với nội dung bài đọc. Vậy với bài này thì chúng ta sẽ nối như sau. Lòng tôi, các em sẽ nối với nao nức kỷ niệm buổi đầu tựu trường. Mẹ tôi, các em sẽ nối với nắm tay dẫn tôi đi học. Và cuối cùng, cảnh vật chung quanh tôi, các em sẽ nối với đều thay đổi. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập phần viết. Câu số 1, nghe viết. Với câu số 1 thì các em sẽ nghe cô đọc nội dung đoạn trích Tôi đi học, sau đó thì các em sẽ viết xuống phía dưới ô trống của vở bài tập. Trước tiên cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung đoạn trích như sau. Tôi đi học, trích. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Đoạn trích của tác giả Thanh Tịnh. Vừa rồi thì cô đã đọc cho các em nghe nội dung đoạn trích Tôi đi học. Các em sẽ nghe nội dung cô đọc và quan sát ở trong vở bài tập và viết đoạn trích xuống phía dưới phần ô trống vở bài tập. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật là nốt, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo các em quan sát câu hỏi số 2. Sắp xếp từ ngữ thành câu hoàn chỉnh và viết lại câu. Với câu số 2 này các em sẽ quan sát các ý A và B sẽ cho trước các từ ngữ và chúng ta sẽ sắp xếp lại để thành một câu hoàn chỉnh. Với ý A sẽ gồm các từ mai, sinh, ngày, em, là, lớp 1, học, sẽ và dấu chấm. Vậy với các từ ngữ của ý A này thì khi sắp xếp chúng ta sẽ được một câu hoàn chỉnh như sau. Ngày mai em sẽ là học sinh lớp 1. Với ý B sẽ gồm các từ chơi, bạn, sân trường, dây, đang, các, nhảy và trên. Vậy với các từ ngữ này thì chúng ta sẽ sắp xếp được thành một câu hoàn chỉnh như sau. Trên sân trường, các bạn đang chơi nhảy dây. Tiếp theo, các em quan sát câu hỏi số 3. Em hãy viết tên hoạt động đang diễn ra trong các bức tranh sau. Với câu số 3 này, các em sẽ quan sát các bức tranh và xem rằng trong bức tranh đó thì các bạn nhỏ đang thực hiện hoạt động gì và chúng ta sẽ viết hoạt động vào ô trống ở phía bên cạnh tương ứng. Hình ảnh đầu tiên, các em thấy có các bạn nhỏ đang ngồi đọc sách. Vậy thì chúng ta sẽ có từ ngữ chỉ hoạt động, đó là đọc sách. Tiếp theo, hình ảnh thứ hai, các em thấy có hai bạn nhỏ đang nhảy dây. Vậy thì chúng ta sẽ có tên hoạt động ở bức tranh thứ hai, đó là nhảy dây. Hình ảnh thứ ba thì các em thấy có một bạn nhỏ đang làm nhiệm vụ trực nhật, đó là bạn đang xóa bảng. Vậy thì chúng ta sẽ có tên hoạt động ở bức tranh thứ ba, đó là trực nhật.
Và bức tranh cuối cùng thì các em thấy có cô giáo và các bạn nhỏ đang đứng nghiêm để chào cờ. Vậy thì chúng ta sẽ có hoạt động ở bức tranh thứ tư là chào cờ. Tiếp theo, các em quan sát câu hỏi số 4. Em hãy tìm hai từ ngữ có chứa vần. A. Ương. B. Ai. C. Uôn. Và D. Ai. Với câu số 4 này thì các em sẽ tìm từ ngữ có chứa các vần tương ứng và viết xuống dưới phía ô trống của vở bài tập của mỗi câu. Với ý A, hai từ ngữ có chứa vần ương thì cô sẽ có từ kim cương và từ yêu thương. Trong hai từ này thì từ kim cương có tiếng cương chứa vần ương và từ yêu thương có tiếng thương chứa vần ương. Tiếp theo, với ý B, từ có chứa vần ai thì cô sẽ có từ áy náy và từ chạy bộ. Với từ áy náy thì sẽ có tiếng áy và tiếng náy đều chứa vần ai. Còn từ chạy bộ thì tiếng chạy sẽ chứa vần ai. Tiếp theo ý C, hai từ có chứa vần ươn thì cô sẽ có từ con lươn và từ vươn vai. Trong từ con lươn thì tiếng lươn sẽ chứa vần ươn. Trong từ vươn vai thì tiếng vươn sẽ chứa vần ươn. Và cuối cùng với hai từ chứa vần ai thì cô sẽ có từ cây mai và từ lái xe. Trong đó từ cây mai thì sẽ có tiếng mai chứa vần ai và từ lái xe thì tiếng lái chứa vần ai. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong chủ đề 3, bài 1 Tôi đi học. Ở các video tiếp theo cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày Tiếng Việt 1 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.